Thể hiện trên tinh thần tri ân và báo ân là một trong muôn hạnh lành mà người đệ tử Phật luôn ghi nhớ, thực hành nhằm lợi lạc tự thân và hướng thiện cho vạn loài chúng sanh. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 4 tháng 8 năm Canh Tý, Đại Đức Thích Huệ Phương, trụ trì chùa Khánh Long, ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, cùng chư Tăng và Phật tử Đạo Tràng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan, hoài niệm giác linh ân sư, cố Hòa Thượng Thích Minh Trí và tặng quà từ thiện nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2564. Khuất bóng tôn sư trời giá lạnh, vắng lời giáo huấn gió điều hiu, già lam Khánh Long lòng xe thắt, Phật tử muôn phương lệ ngấn tràn. Buổi lễ được sự tham dự của chư tôn Thiện Đức Tăng Ni tại các tự viện trong tỉnh Tiền Giang. Chư Tăng Ni thuộc Tông Phong Tổ Đình Phước Lâm, huyện Cai Lậy, cùng đông đảo Phật tử tại Đạo Tràng. Bắt đầu buổi lễ với nghi thức hoài niệm ân sư tại Giác Linh Đường, chư Tăng Ni thắp hương tưởng niệm lên cố Hòa Thượng Thích Minh Trí, vị thầy hướng đạo và là người trực tiếp đưa Đại Đức Thích Huệ Phương về trụ trì và hành đạo tại chùa Khánh Long. Tại đây, Đại Đức trụ trì ngậm ngùi dâng lời hoài niệm, nhắc lại những công hạnh sâu dày của ân sư, hồi tưởng lại những tháng ngày đầu tiên đầy khó khăn khi cố Hòa Thượng đưa Đại Đức về chùa Khánh Long. Nhưng với sự động viên dịu dắt của thầy đã là động lực để Đại Đức hành đạo vững chãi cho đến hôm nay. Hơn 50 năm giữa ta bà, bi nguyện độ đời mãi thiết tha, truyền đăng tục diệm bao thế hệ, tuyên dương chánh pháp đến muôn nhà, bửu hưng đèn thiền thêm tỏ rạng, Phước Lâm chốn tổ pháp rền vang, 14 tự viện gieo mầm đạo, đệ tử hôm nay mãi ơn thầy. Tiếp nối chương trình là lời hoài niệm Vu Lan của hàng Phật tử, đại diện đạo tràng nêu lên công lao dưỡng dục của cha và mẹ. Quý Phật tử tham dự một lần nữa càng hiểu sâu hơn ân nghĩa sanh thành và cao vời của mẹ cha. Nhân mùa Vu Lan, để bày tỏ lòng tôn quý với hàng tăng bảo, quý Phật tử đã cài những đóa hoa vàng thể hiện sự thanh cao lên chư tôn đức và cùng cài cho nhau những cành hoa hồng đượm đầy hương hiếu hạnh. Sau đó nhiễu y và dâng tác bạch cúng dường lên chư tôn đức tham dự. Yeah.
Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Liên, trụ trì chùa Khánh Quế, thị xã Cai Lậy, đã tán dương tinh thần tôn sư trọng đạo của Đại Đức trụ trì và khen ngợi tinh thần hiếu thảo của quý Phật tử tại đạo tràng chùa Khánh Long. Thượng tọa cũng nhắc lại những công hạnh hòa ái và hết lòng hoằng dương Phật Pháp của cố Hòa Thượng Thích Minh Trí thời sanh tiền để làm bài học cho hàng hậu lai. Buổi lễ Vu Lan còn được các anh em văn nghệ sĩ, ca sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mỹ Tho về biểu diễn những ca khúc nêu cao ân nghĩa sinh thành, vì thế đã làm tăng thêm ý nghĩa cho mùa hiếu hạnh. Dịp này, được sự phát tâm tài trợ của quý Phật tử, các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, nên Đại Đức Thích Huệ Phương còn tổ chức trao tặng 200 phần quà, gồm mì, gạo, nước tương đến bà con nghèo ở địa phương và 200 phần bánh trung thu lồng đèn tập vở cho các em học sinh hiếu học. Tổng trị giá các phần quà hơn 60 triệu đồng. Kết thúc buổi lễ viên mãn sau khi quý Phật tử thỉnh chư tôn đức thực hành nghi thức phóng sanh, thả hơn 500 ký cá về sông Rạch Trắc nhằm góp phần tạo môi trường thiên nhiên sông nước luôn xanh, sạch, đẹp.